Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 2. Hôm nay cô và các em sẽ học bài tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi của chủ điểm Em đã lớn hơn tuần 2. Mục tiêu sau khi học bài tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi, cô mong các em sẽ biết, xem lịch và nói được lập tức của lịch, đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp và phân biệt được lời của các nhân vật. Biết và hiểu được nội dung của bài là chúng ta không nên lãng phí thời gian. Biết liên hệ bản thân và chăm chỉ học hành, tìm được các từ ngữ chỉ sự vật, cây cối và hoạt động trong bài thơ. Trước khi bắt đầu tiết học, cô có một vài câu hỏi và hình ảnh. Các em quan sát lên màn hình và trả lời câu hỏi cho cô nhé. Đây là gì? Đúng rồi, đây là quyển lịch. Vậy quyển lịch có ích lợi gì cho chúng ta? À, lịch là công cụ để chúng ta xem rõ thời gian, thứ, ngày, tháng, năm. Lịch gồm có 365 tờ, mỗi tờ sẽ ghi một ngày. Mỗi buổi sáng, em bóc đi một tờ, đó là tờ lịch ghi ngày hôm qua. Trên quyển lịch sẽ xuất hiện một ngày mới. Có một bạn nhỏ ngồi suy nghĩ và băn khoăn. Ngày hôm qua đâu rồi? Vậy ngày hôm qua đi đâu? Nó có mất đi hay không? Và làm thế nào để ngày hôm qua không mất đi? Để trả lời câu hỏi này, cô và các em sẽ cùng học bài tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi, tiết 1. Bây giờ, cô và các em sẽ vào hoạt động đầu tiên của bài là luyện đọc thành tiếng. Các em quan sát lên màn hình và lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Ngày hôm qua đâu rồi? Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố, xoa đầu em bố cười. Ngày hôm qua ở lại, trên cành hoa trong vườn, nụ hồng lớn lên mãi, đợi đến ngày tỏa hương. Ngày hôm qua ở lại, trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái, chín vàng màu ước mong. Ngày hôm qua ở lại, trong vở hồng của con học hành chăm chỉ, là ngày qua vẫn còn, bế kiến quốc. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc, bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm và đọc các tiếng khó đọc trong bài. Các em hãy tìm cho cô các tiếng khó đọc nào. À, ở đoạn 1, cô thấy có tiếng khó đọc như lịch. Các em chú ý cho cô, vần ích đọc là lịch. Lịch. Ở tiếng sân, các em chú ý cho cô, âm sờ mặn và vần ân đọc là sân. Sân. Ở tiếng xoa, các em chú ý cho cô, âm sờ nhẹ và vần oa đọc là xoa. Xoa. Ở đoạn 2, các em chú ý cho cô tiếng tỏa. Vần oa đọc là tỏa. Tỏa. Ở đoạn 3, các em chú ý cho cô tiếng gặt. Vần ắt đọc là gặt. Gặt. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em ngắt câu trong bài. Cô sẽ làm mẫu ở đoạn 1 nhé. Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em bố cười. Sau tiết học các em hãy luyện ngắt câu ở đoạn 2, 3, 4 nhé.
Tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc nối tiếp đoạn nào? Ở phần luyện đọc nối tiếp đoạn, cô có một câu hỏi dành cho các em. Các em suy nghĩ và quan sát bài tập đọc và cho cô biết bài thơ ngày hôm qua đâu rồi, có mấy đoạn? Cô chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng. Bài thơ ngày hôm qua đâu rồi gồm có 4 đoạn. Đoạn 1 từ em cầm cho đến bố cười. Đoạn 2 từ ngày hôm qua cho đến tỏa hương. Đoạn 3 từ ngày hôm qua cho đến ước mong. Và đoạn 4 từ ngày hôm qua cho đến hết. Sau tiết tập đọc, các em hãy luyện đọc đoạn 2, 3, 4 cho cô nhé. Cô và các em cùng sang hoạt động 2 nào. Đó là luyện đọc hiểu. Trong bài có một số từ ngữ khó. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần chú thích để các em có thể dễ dàng hiểu bài thơ này hơn nhé. Đầu tiên, cô có từ tỏa hương là mùi hương bay xa, lan rộng. Từ ước mong là mong muốn, ao ước một điều tốt đẹp. Từ gặt hái là thu hoạch. Và từ cánh đồng là khoảng đất rộng dùng để trồng trọt. Các em hãy đọc lại bài và suy nghĩ trả lời câu hỏi cho cô nhé. Câu 1, bạn nhỏ hỏi bố điều gì? Câu 2, theo bố, ngày hôm qua ở lại những nơi nào? Và câu 3, ngày hôm qua của em ở lại những đâu? Các em cùng suy nghĩ và trả lời câu hỏi cho cô nào. Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? À, bạn nhỏ hỏi bố ngày hôm qua đâu rồi? Câu 2, theo bố, ngày hôm qua ở lại những nơi nào? Đây là câu trả lời của cô. Trên cành hoa trong vườn, trong hạt lúa mẹ trồng, và trong vỡ hồng của con. Cô chúc mừng các bạn đã có câu trả lời giống cô nhé. Tiếp tục câu số 3. Ngày hôm qua của em ở lại những đâu? Cô chúc mừng các bạn có câu trả lời đúng. Trên quả bóng, trong vỏ hồng, trên sân chơi. Sau khi đọc và trả lời các câu hỏi của bài, các em cho cô biết nội dung của bài ngày hôm qua đâu rồi khuyên chúng ta điều gì? À, bài khuyên chúng ta cần làm những việc có ích để không lãng phí thời gian. Các em hãy liên hệ bản thân và cho cô biết em sẽ làm gì để không lãng phí thời gian nào. Em cần phải chăm chỉ học hành và làm việc để không bỏ phí thời gian. Tiết 1 của bài tập đọc ngày hôm qua đâu rồi đến đây là kết thúc. Các em về đọc lại bài và tập trả lời các câu hỏi. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu chưa thể mua sách giáo khoa, phụ huynh và các em có thể hoàn toàn truy cập website hành trang số để sử dụng đọc sách giáo khoa và sách bài tập. Cô thân ái chào các em.